Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn có biết việc dùng thuốc thường không được khuyến khích nên nhiều bệnh nhân dùng mẹo chữa đau dạ dày bằng các nguyên liệu quen thuộc như gừng, lá bạc hà, tỏi. Tuy nhiên, cần phải áp dụng đúng cách thì mới có thể khắc phục được các triệu chứng do căn bệnh này gây ra. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, tạp chí Đông y sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn hai cách chữa đau thượng vị dạ dày tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên. Các triệu chứng đau âm ỉ ở vùng bụng kèm theo buồn nôn, tức ngực là những dấu hiệu điển hình của bệnh đau thượng vị dạ dày. Các biểu hiện thường đơn giản nhưng nếu không được điều trị sớm sẽ nhanh chóng dẫn đến các biến chứng như đau dạ dày, hẹp môn vị, ung thư dạ dày, nhồi máu cơ tim. Vậy hai cách chữa này như thế nào? Thì giờ xin mời các bạn cùng mình vào ngay cách 1 nhé! Đến với cách 1 thì nguyên liệu bao gồm một chiếc cốc thủy tinh như thế này và rau bạc hà. Giờ các bạn đem rửa sạch rau bạc hà nhé! Các bạn chuẩn bị một cái bát có sẵn một chút nước lọc như thế này và cho vào một muỗng cà phê muối trắng hạt nhỏ, sau đó khuấy đều tay. Sau khi muối đã hòa tan vào trong nước thì các bạn cho rau bạc hà vào. Chúng ta sẽ ngâm như thế này khoảng 5 phút để loại bỏ hết độc tố và bụi bẩn nhé. Như vậy là mình đã ngâm được 5 phút rồi, giờ thì mình sẽ vớt ra. Với chiếc cốc thủy tinh, sau khi đã chuẩn bị như thế này, thì các bạn sẽ cho vào từ 5 đến 7 lá bạc hà. Chuẩn bị thêm một chút nước nóng và đổ vào. Sau đó các bạn đậy lại và để như thế khoảng 10 phút. Như vậy là đã được 10 phút rồi, giờ mình sẽ mở ra và đây chính là cốc hỗn hợp trà bạc hà chữa đau thượng vị của chúng ta. Rất đơn giản phải không các bạn? Và cách sử dụng như sau. Với cốc nước bạc hà thì các bạn có thể uống thay nước hàng ngày hoặc áp dụng từ 2 đến 3 lần mỗi ngày, mỗi lần là một cốc. Các bạn lưu ý, để có hiệu quả cao và nhanh thì các bạn nên áp dụng thường xuyên nhé. Và bây giờ, không để các bạn đợi lâu hơn nữa, các bạn hãy cùng mình sang ngay cách 2 nào. Đến với cách 2 thì nguyên liệu bao gồm mật ong nguyên chất và nha đam. Với nha đam thì các bạn loại bỏ sạch vỏ và lấy phần gieo ở giữa. Chuẩn bị một cái bát có sẵn một chút nước lọc như thế này. Các bạn cho vào một muỗng cà phê muối trắng hạt nhỏ và khuấy đều. Sau khi muối đã hòa tan vào trong nước thì các bạn cho nha đam vào. Chúng ta sẽ ngâm như thế này khoảng 5 phút để loại bỏ hết độc tố và bụi bẩn. Như vậy là mình đã ngâm được 5 phút rồi và giờ thì mình sẽ vớt ra. Các bạn chuẩn bị một chiếc máy xay, sau đó cho nha đam vào xay nhuyễn.
và đây là nha đam sau khi mình đã xay nhuyễn. Giờ thì mình đổ ra một cái bát. Dùng một cái bát và chúng ta cho vào 4 muỗng cà phê nha đam xay. Với mật ong thì cho vào 2 muỗng cà phê và khuấy đều tay. Như vậy là chúng ta đã xong cách 2. Và đây là hỗn hợp chữa đau thượng vị của chúng ta. Rất đơn giản phải không các bạn? Và cách sử dụng như sau. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ bảo quản thật tốt trong tủ lạnh để dùng dần. Với bát hỗn hợp này thì các bạn sẽ chia ra sử dụng từ 3 đến 4 ngày và sử dụng trước hoặc sau bữa ăn đều được các bạn nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn hai cách chữa đau thượng vị dạ dày tại nhà. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.